Chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với Tech Mắt. Đây là bản tin Tech Daily buổi tối ngày 27 tháng 12 năm 2017. Và tin tức đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó là BKAV đã chế tạo thành công mặt nạ qua mặt Face ID phiên bản thứ 3. Với sự nâng cấp về thiết kế cũng như là vẽ thời trang, nhìn đỡ ghê sợ hơn là hai phiên bản trước. Đặc biệt nhất đó là so với hai mặt nạ đã được BKAV tạo ra trước đó, thì mặt nạ lần này được làm đơn giản hơn, chỉ từ hai tấm ảnh 2D với các góc chụp khác nhau của máy ảnh thông thường. Như các bạn cũng đã biết thì Tech Daily từng đưa tin về việc BKAV đã thực hiện thành công qua mặt Face ID trên iPhone 10. Thông qua hai lần công bố nghiên cứu của mình thì BKAV đã chứng minh Face ID không an toàn. Tuy nhiên thì để tạo ra chiếc mặt nạ đó thì các chuyên gia BKAV cũng đã dùng Xperia XZ1 để quét gương mặt của người dùng. Việc này thì mất rất là nhiều thời gian, nên là trong thực tiễn thì các hacker cũng khó mà có được cái gương mặt 3D của chủ nhân chiếc iPhone 10. Và đến lần này thì theo như lời phó chủ tịch phụ trách an ninh mạng, ông Ngô Tuấn Anh đã tiết lộ rằng phiên bản thứ 3 này thì có thể vượt qua được Face ID chỉ bằng hai hình ảnh 2D của chủ nhân chiếc iPhone ở hai góc chụp khác nhau bằng một máy ảnh thông thường mà thôi. Và chuyên gia BKAV cũng nhấn mạnh rằng thực tế là đối tượng xấu hoàn toàn có thể làm ra chiếc mặt nạ đánh lừa chức năng nhận diện khuôn mặt Face ID trên iPhone 10 trước, sau đó thì mới đánh cắp điện thoại của người dùng. Khi đó thì thời gian không phải là vấn đề quan trọng. Và tin tức tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay đó là Apple khiến cổ phiếu của các công ty Trung Quốc sụt giảm thê thảm. Điều đáng nói ở đây là công ty đối tác của Apple chứ không phải là các đối thủ của nhà táo mẹ nhé. Theo như Economic Daily Đài Loan thì do nhu cầu iPhone 10 bị thấp hơn những gì mà Apple đã kỳ vọng trong quý đầu tiên, nên là công ty đã cắt giảm số lượng sản xuất xuống còn 30 triệu máy thay vì là 50 triệu máy như là kế hoạch ban đầu. Điều này thì trái ngược với những thông tin trước khi mà iPhone 10 ra mắt rằng việc sản xuất chiếc điện thoại này gặp nhiều khó khăn, không thể nào đáp ứng đủ sản lượng cho thị trường. Như vậy thì bây giờ đây thì Apple đã phải cắt giảm sản xuất iPhone 10 vì sản phẩm hiện đang dư thừa. Ngoài ra thì cũng có thể do là mức giá khá là cao của iPhone 10 khiến cho người mua phải đắn đo khá là nhiều. Cho nên chúng ta mới có thể thấy là những người mua iPhone 10 giảm không chỉ ảnh hưởng đến Apple mà còn làm cho các công ty liên quan bị liên lụy. Và tin tức tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ rất là thú vị đối với những bạn nào yêu thể thao và đam mê công nghệ. Đó là Olympus sẽ sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Theo thời báo Japan Times thì ứng dụng công nghệ sinh trắc học nhằm mục đích là giải quyết nhanh và chính xác các trường hợp vận động viên bị mất thẻ thành viên, khu vực vào các địa điểm hội thao. Vì quy mô và tính chất quan trọng của Olympus nên là hệ thống này sẽ có khả năng nhận diện lên tới 400.000 gương mặt khác nhau, dữ liệu về khuôn mặt vận động viên, ban tổ chức cũng như là cả những cái phóng viên báo chí sẽ được thu thập trước khi mà giải bắt đầu. Tuy nhiên thì việc áp dụng công nghệ này vào giải đấu lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía người tham dự, vì họ cho rằng là sẽ mất đi cái cảm giác quyền tự do riêng tư của cá nhân của họ. Riêng mình thì mình cảm thấy việc áp dụng công nghệ này rất là hay đó chứ. Nhưng mà không biết là liệu BKAV có tạo ra một cái mặt nạ hack luôn không nhỉ? Và tin tức cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay đó là thông tin cảnh báo lừa đảo. Cụ thể đó là chuyện của một cô gái đã khóc ra nước mắt khi mà mua một chiếc camera có giá nửa triệu đồng mà món hàng nhận lại đó là một chiếc camera đồ chơi của trẻ con mà thôi. Lợi dụng tâm lý của người dùng thì một shop online trên Facebook bán máy Polaroid Hàn Quốc với mức giá được ghi trên bài đăng là giảm 50%, nên sớm thu hút được sự chú ý của chị em vốn ham giá rẻ, đặc biệt là các bạn nữ thích chụp trẻ sống ảo. Đến lúc nhận hàng thì mới chắc lưỡi xót xa, món đồ mà mình bỏ ra tận 550.000 chỉ là một chiếc camera đồ chơi của con nít mà thôi. Cuối năm rồi cho nên là mọi người chúng ta nên cảnh giác với những chiêu trò quảng cáo khuyến mãi. Hãy lựa chọn những trang web mua sắm online uy tín mà mua. Và khi nhận hàng thì cũng phải kiểm tra thật là kỹ rồi mới thanh toán. Như vậy thì sẽ giúp cho các bạn tránh bị lừa đảo đó nhé. Và thông tin cảnh báo vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Tech Daily ngày hôm nay. Các bạn có thông tin nào hot hay là các bạn biết những cái thủ đoạn lừa đảo nào thì hãy để lại phần bình luận ở bên dưới để chia sẻ với mọi người cũng như là Tech Mắt để chúng ta cùng cảnh giác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.